Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp nhà mình ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, bếp vừa đậu chia sẻ đến các bạn cách nấu phá lấu lòng heo. Và để nấu phá lấu lòng heo thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một bộ lòng heo. Lòng ở đây mình sử dụng là lòng già nha các bạn. Một cái bao tử heo và thêm một cái tai và mũi. Cái phần lòng và bao tử này mình đã làm rất là sạch với muối và giấm rồi. Sau đó mình đã trụng sơ qua nước sôi thêm một lần nữa. Cái công đoạn làm lòng rất là cực luôn đó các bạn. Mình mất 2 tiếng đồng hồ để làm sạch cái phần lòng và cái bao tử này. Khi mà mình làm kỹ thì mình ăn nó sẽ đảm bảo và nó ngon hơn rất là nhiều ha. Bên cạnh đó thì các bạn còn chuẩn bị thêm đó chính là bột cà ri và bột ngũ vị hương. Đây là hai nguyên liệu đi kèm cần phải có để mình nấu cái món phá lấu. Ngoài ra thì mình cũng đã chuẩn bị thêm một vài tép xả đập dập, riềng, hành tím, tỏi, gừng và một vài cái miếng vỏ quế. Tiếp đến thì mình sẽ tiến hành mình ướp lòng với một bộ lòng già tầm khoảng 2 kg, một cái bao tử, thêm một cái tai và mũi heo nữa. Thì ở đây mình sẽ ướp với một muỗng hạt nêm, một chút xíu muối, nửa muỗng bột ngọt, một muỗng đường, một gói ngũ vị hương 3g. Hai muỗng bột cà ri. Nếu mà bạn nào đã từng xem qua những video của kênh Bếp Vợ Đậu thì cũng đã biết mình rất là thích sử dụng cái loại bột cà ri này. Cái bột cà ri này ngoài cái vị chuẩn, vị thơm, vị ngon ra thì nó còn có cái màu rất là đẹp nữa. Nên là khi mình sử dụng bột cà ri này thì mình không có cần phải thêm dầu màu điều đâu nha các bạn. Ngoài những cái gia vị ướp trên thì các bạn cần cho thêm một ít hành tím, tỏi, gừng và riềng thì mình cắt lát, xả đập dập. Mình chừa lại một ít hành tím, tỏi và sả để lát nữa mình phi lên nha các bạn. À, mình cho thêm vào trong đây một muỗng dầu ăn nữa ha. Nếu mà bạn nào sử dụng cái loại bột cà ri ít màu thì mình sẽ thay thế cái phần dầu ăn này bằng cái muỗng dầu màu điều. Sau đó các bạn đeo bao tay vào và các bạn trộn đều lên để cho lòng của mình thấm đều gia vị. Và mình sẽ ướp lòng ít nhất trong khoảng thời gian là 1 tiếng đồng hồ. Với cái công thức nấu phá lấu này thì mình đã học được từ một cái chị bán phá lấu ở ngoài miền Bắc. Nên là các bạn thấy mình có cho thêm một vài lát riềng vào. Cái phần riềng này nó sẽ làm cho cái món phá lấu của mình nó thơm hơn. Đồng thời nó sẽ khử được cái mùi lòng cũng rất là tốt luôn nha nên các bạn. Nên là ngoài gừng, sả, quế hồi và các gia vị cần thiết ra thì các bạn nên cho thêm một vài lát riềng vào nữa ha. Để cho cái món phá lấu của mình nó được thơm ngon và chuẩn vị nhất. Sau 1 tiếng đồng hồ lòng của mình cũng đã thấm gia vị rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nấu. Đầu tiên thì mình sẽ phi thơm cái phần hành tím và tỏi băm còn lại. Mình sẽ phi thơm cái phần hành tím và tỏi trước khi mình cho sả vào nha các bạn. Nếu mà các bạn cho sả vào cùng lúc thì cái phần sả nó sẽ hút hết cái phần dầu của mình. Và mình sẽ không có phi thơm được cái phần hành tỏi. Nên là các bạn lưu ý mình sẽ phi thơm hành tỏi trước. Sau đó mình mới cho sả và quế hồi vào. Mình đảo đến khi nào mà sả của mình nó dậy cái mùi thơm lên rồi thì mình sẽ cho cái phần lòng đã ướp gia vị vào mình xào xanh. Và mình sẽ xào xanh lòng trong khoảng thời gian là 10 phút. Do những cái miếng lòng của mình cắt khá là to nên là các bạn xào kỹ một tí xíu ha. Sau khoảng 10 phút thì lòng của mình cũng được xào xanh rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước dừa tươi vào và mình đun sôi lên. Cái phần nước dừa tươi mình cho vào phải đảm bảo ngập lòng luôn nha các bạn. Và mình sẽ hớt cái phần bọt ở phía trên ra nha các bạn.
Sau khi bớt bọt xong thì mình sẽ đậy nắp lại và mình đun lòng trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ. Đối với món phá lấu thì mình đun nó hơi mềm mềm một chút, ăn nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Cái này thì tùy thuộc vào sở thích của mỗi gia đình ha. Các bạn cứ canh khi nào mà cái độ mềm của lòng nó vừa như mong muốn là được. Và đây là cái nồi lòng mình đã đun được 1 tiếng đồng hồ rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra và mình kiểm tra xem cái phần lòng của mình nó đã mềm như mong muốn chưa. Nếu mà nó đã mềm rồi thì lúc này mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa vào. Cho nước cốt dừa vào xong thì mình sẽ nêm nếm lại gia vị cho nó vừa với khẩu vị của gia đình mình. Sau đó thì các bạn sẽ đun thêm tầm khoảng 5 phút nữa và mình tắt bếp. Như vậy là mình đã xong được cái món phá lấu lòng heo rồi nè các bạn. Rất là thơm ngon và hấp dẫn. Với cái món phá lấu này mình ăn nóng là ngon nhất luôn nha các bạn. Khi ăn thì mình cắt lòng thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Và mình sẽ ăn cùng với lại bánh mì hoặc là mì tôm cũng đều rất là tuyệt vời. Và để cho cái món phá lấu của mình nó được chuẩn vị, trọn vị hơn thì mình sẽ chấm phá lấu cùng với lại nước mắm me. Với cái nước mắm me thì làm cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần phi thơm một ít tỏi băm lên trước. Đợi tỏi thơm rồi thì mình sẽ hòa một cái vắt me vô một cái chén nước ấm. Sau đó mình lọc qua một cái rây như thế này. Mình đun sôi cái phần nước me lên. Và mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng nước mắm và 2 muỗng đường. Cái phần gia vị này thì các bạn có thể tăng giảm cho nó phù hợp với khẩu vị của gia đình mình. Các bạn cứ nêm nếm làm sao mà cái phần nước mắm me của mình nó có cái vị chua chua, ngọt ngọt, thêm một chút xíu mặn nữa là được. Ngoài nước mắm me ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm một ít rau răm để ăn kèm với cái món phá lấu ngày hôm nay nha các bạn. Khi ăn thì các bạn chỉ cần dùng kéo mình cắt lòng thành những cái miếng nhỏ vừa ăn và mình sẽ ăn cùng với lại bánh mì hoặc là mì gói rất là ngon luôn. Những cái miếng lòng của mình mềm, thấm gia vị, chấm cùng với cái phần nước mắm me chua chua, ngọt ngọt, cay cay, thêm một chút mùi thơm của lá rau răm nữa, rất là tuyệt vời luôn. Khi mà làm cái món phá lấu này, mình chỉ cực cái giai đoạn đầu mà khi sơ chế lòng đó các bạn. Nếu mà mình chưa quen thì mình sơ chế nó hơi lâu một tí xíu thôi ha. Nhưng mà bù lại cái thành phẩm của mình thu được rất là xuất sắc luôn. Vào những cái dịp cuối tuần hoặc là những cái dịp nghỉ lễ dài, để có nhiều thời gian rảnh rỗi thì các bạn hãy làm cái món phá lấu lòng heo này để chiêu đãi cả gia đình mình nhé. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Chúc các bạn nấu thành công và có một bữa ăn ngon miệng. Khi xem video nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy tặng mình một like để ủng hộ tinh thần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.